Hello mấy bạn, lâu lắm mới gặp mấy bạn. Hôm nay là Tết nha, hôm nay mùng 7 Tết năm 2021. Thì hôm nay mình có qua nhà chú mình chơi, chú Thím. Nhà này là nhà mới, chú Thím mới xây, cho nên là hôm nay mình qua đây mình ăn Tết mùng 7 nha mọi người. Vô tham quan coi là Tết nhà mình có gì. Đây, đây là ông chú đẹp trai nhà mình nha. Nãy Thím cho ăn gì Thím? Gà. Gà luộc. Gà luộc. Gà luộc ha. Việt Nam mình là lúc nào cũng có món gà luộc. Đây gà luộc. Đưa nha. Chả giò lúc nào cũng có. Này là gì đây ta? Bò gì kho. Vậy? Bò kho. À. Thím mình nay cho ăn bò kho chấm bánh mì. Ha. Còn gì nữa không? Gỏi rau muống ha. Đây là cháu. Con ké chả giò. Từ ngoài đường vô đây hả? Rất là ok. Rất là ok hơn nhà mợ nhà. Đúng không? Nếu mà từ nhà tính nhà mợ nhà là từ ngoài đường vô tới đây, vô tới nhà là tới 2 cây số. Nhưng ở đây mình đã nhìn thấy cái đường rồi kìa. Có mấy trăm mét thôi đúng không? Tức là khi mà từ nhà 2 đi tới đường Nguyễn Văn Linh á, Nguyễn Văn Linh mà để lên cái cầu qua đây á là đúng 30 phút. Mà từ Nguyễn Văn Linh mà cô Hai đi vào tới đây có 15 phút. Cô Hai chạy có 15 phút. Nói chung là cô Hai chạy là từ 50 tới 60 cây số. Vậy á là từ nhà cô Hai á nha, là ngay sân bay á nha, là chạy tới đây là mới là 45 phút nha. Ừ. Còn từ mà nhà chú Thiện đây mà đi vô Sài Gòn mình có một tí thôi. Chú Thiện thấy xây nhà xong có sung sướng không? Sung sướng, thở rộng rãi. Sung sướng rộng rãi. Cảm ơn Chúa. Happy New Year. Nay hết bia rồi về ha. Có nhậu không? Dám nhậu không? Có bịch lại cho nó.
miếng cây dừa nào cô Thủy? 5m, 19m 19m, 5m, 5m. Nhưng mà nó quay mặt đường ra đằng này. Đường đó lớn hơn đường hiện nha. Miếng đó dưới nhiều. Cũng tỷ mấy. Vậy là miếng đất này. Vậy là phải hủ nha. Ui 3 tỷ rưỡi mà đẹp lắm. Ui 3 tỷ rưỡi còn thiếu gì? Đúng rồi. Không, cái miếng, cái miếng ở dưới cô Loan mua là nó có giá đó. Cái giá đó thì nó to. Thì đúng rồi không? Mua hè dưới rồi, dưới đó ngon hơn đây. Ở dưới đó ít thôi, còn bao nhiêu là nhà vườn. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà cái miếng của em là nó khuôn thổ cư đó. Rất là sôn tụ ở chỗ má. Chỗ này là cái chỗ này là họ bán tập hóa, họ này kia kia nọ. Không, cái chỗ này nhìn thấy phát triển hơn. Tỷ 6, tỷ 7 là đúng mà rồi. Cô má mình là dạy, cô má mày dài nhiêu mét vậy? Dạ. 5 mét là nhiêu mét? 20. Ngang đó, nó mua về ngang 10 mét và 20 mét. Hai chục căn nhà đó đó. Nhớ không? Cái đó to quá. Nhà có cái đụng hả? Cái nhà đó là xây cùng với lại nhà của ông Thiện. Cái góc ngã tư của cái nhà ngói đó phải không? Nó kẹo qua cái đường Thiện nè. Là khoảng 25 mét là cái miếng đất luôn. Mấy bạn ở đây là chủ sự của bữa ăn. Chưa có gì hết nha. Còn món nào nữa không Tiến Gái? Đây rửa chưa? Giờ thủ hả cô? Ừ. Việt Nam mình là hình như là Tết là gần như là lúc nào cũng có giờ thủ. Đó, ngon không? Nhà làm thì hơi bị chất lượng ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em quay vòng. Hả? Quay vòng coi. Lấy chồng nữa được chưa? Bà Trang, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.